Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Xe Điện Việt Thanh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi và thảo luận một vấn đề mà người dùng xe điện cũng như là những ai đang mong muốn chuyển sang sử dụng xe máy điện rất quan tâm. Đó chính là các biện pháp cũng như lưu ý phòng chống cháy nổ khi mà mình sử dụng xe máy điện. Thật sự là rất nhiều comment ở bên dưới các video về các mẫu xe máy điện của VinFast, Yadi hoặc nhiều mẫu xe điện khác mà mình đã review trên kênh. Rất buồn khi đọc được những comment rằng là đi xe điện làm gì, đi xe điện để cháy nổ à. Như vậy là một cái quan niệm rất sai lầm, và mình hy vọng rằng Xe Điện Việt Thanh cũng như nhiều các hãng xe điện khác sẽ giúp các bạn cung cấp kiến thức cũng như là sẽ thay đổi cái nhìn cũng như là có kiến thức hơn về việc sử dụng xe máy điện cũng như hiểu đúng bản chất về việc sử dụng xe máy điện như thế nào nhé. Mình là Phương Thảo, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, mình hy vọng rằng các bạn hãy hiểu đúng bản chất về xe máy điện. Xe máy điện cũng giống như nhiều các thiết bị điện tử khác trong gia đình, thì khi sử dụng pin hoặc là các nguồn dự trữ năng lượng khác đều có nguy cơ gây ra cháy nổ nếu chúng ta không sử dụng đúng cách. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như báo chí cũng đưa rất nhiều về trường hợp các bạn mà sử dụng pin điện thoại hoặc là pin dự phòng, cục sạc dự phòng vẫn có nguy cơ chập cháy, gây ra là bị cháy nổ. Thế nên là xe máy điện hay là các mẫu xe đạp điện khác cũng chỉ như một thiết bị điện tử trong nhà thôi. Khi chúng ta sử dụng đúng cách và lưu ý phòng tránh cũng như là đảm bảo cái sự an toàn nhất thì chiếc xe máy điện không hề là một mối rủi ro gì cả. Các bạn hãy lưu ý phần này và hy vọng có cái nhìn khách quan hơn về chúng ta sử dụng xe máy điện nha. Thứ hai, về kiến thức về xe máy điện hiện nay, có nhiều người cho rằng là các mẫu xe máy điện hiện nay đa phần chỉ sử dụng pin. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu đúng hơn, các loại pin trên xe máy điện thì lại chia ra làm nhiều loại. Như hiện nay tại thị trường Việt Nam thì các mẫu xe máy điện chủ yếu sử dụng các loại bình acquy axit trì hay mình còn gọi là bình ướt. Ngoài ra thì nhiều mẫu xe sử dụng pin sẽ có phân ra hai loại. Một là pin LFP, độc quyền của VinFast hiện nay trên thị trường, đó chính là pin phosphat hay còn gọi là pin sắt. Hoặc một loại nữa đó là pin lithium ion, thường có tinh chất cũng như là các chất dẫn điện như là nickel, magie. Nếu xét về hiệu suất hoạt động thì các mẫu pin lithium ion sử dụng là có chất nickel hoặc magie sẽ cho hiệu quả hoạt động rất cao cũng như là khả năng vận hành rất tốt. Tuy nhiên đây lại là một cái dòng pin mà gây nguy hiểm nhất. Như các bạn đọc báo có thể thấy là các dòng xe mà bị cháy nổ cũng như là phát ra tiên nổ rất là xa thì đó chính là đến từ chủ yếu các loại pin lithium ion sử dụng nickel và magie này. Trong khi đó, các mẫu xe sử dụng acquy axit trì hoặc là pin LFP của VinFast, theo thông tin của nhà sản xuất đưa ra thì nếu xảy ra sự cố chập cháy, các loại acquy hoặc là pin LFP này sẽ chỉ xì khói, tức là sẽ không phát ra tia lửa. Thế nên là đảm bảo an toàn tốt hơn khi mà chúng ta sử dụng. Vậy nên là các bạn lưu ý nha, chúng ta khi mua xe cần phải hỏi kỹ nhà sản xuất rằng đây là sử dụng bình acquy hay là pin phosphat sắt LFP hay là sử dụng pin nickel magie. Đây là những cái thông tin hết sức quan trọng để giúp các bạn có cái sự yên tâm hơn mà mình sử dụng xe máy điện hàng ngày. Vừa rồi mình đã chia sẻ qua tổng quan về kiến thức về các phần acquy cũng như là pin xe điện mà các bạn nên cần biết và nên tìm hiểu sâu sắc hơn. Mình cũng đã lên video giới thiệu về các mẫu acquy chi tiết, các bạn có thể tìm trên kênh nhé. Ngoài ra thì tất cả các thông tin mình hy vọng rằng là các bạn nên đích thân đọc tìm hiểu trên các thông tin chính thống để chúng ta có cái nhìn tích cực cũng như là có sự đánh giá khách quan về các mẫu xe điện hiện nay trên thị trường. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lưu ý về cách phòng tránh để hạn chế việc xảy ra các rủi ro về chập cháy khi mà sử dụng xe máy điện. Và điều quan trọng nhất đó chính là phần sạc điện trên xe máy điện như thế nào. Thì mình cũng đã lên video hướng dẫn chi tiết các bạn về cách sạc xe để giúp kéo dài tuổi thọ acquy cũng như là đảm bảo an toàn. Thì mình cũng sẽ nhắc lại qua một chút ở đây. Khi các bạn sạc xe điện thì hãy lưu ý những cái điểm sau. Thứ nhất, khi chúng ta vừa đi xe ở ngoài đường về thì nên để xe nguội hẳn đi trong khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng, sau đó chúng ta mới nên cắm sạc tiếp cho xe. Đồng thời với việc mà khi đã sạc đầy bình điện rồi thì chúng ta nên để cho xe nghỉ một lúc khoảng trên 30 phút, thì như vậy là xe sẽ
nguội đi thì chúng ta di chuyển cũng như là vận hành thì đảm bảo tuổi thọ của ắc quy sẽ được tốt hơn. Lý do mà chúng ta cần phải để bình nguội bởi vì là kể cả khi mà sử dụng hay là nạp điện vào thì bình ắc quy đều sinh nhiệt, thế nên là mình cứ hạn chế cái độ nhiệt độ cao của bình ắc quy thì hay là pin thì như thế sẽ đảm bảo an toàn hơn. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai đó là khi các bạn cắm sạc thì tránh sạc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, bởi vì khi mà chúng ta sạc xe này thì nhiệt độ đang tăng rất cao, cộng thêm với nhiệt độ trực tiếp của ánh nắng mặt trời thì sẽ gây ra một nhiệt lượng rất lớn, ảnh hưởng đến cái phần dây dẫn này hoặc là cục sạc hoặc là phần nhựa ở bên ngoài, rất dễ là gây chập cháy. Thế nên là các bạn lưu ý không nên sạc dưới ánh sáng trực tiếp, ánh nắng trực tiếp mặt trời hoặc là nền nhiệt ở bên ngoài đang quá cao nhé. Thứ ba, một lưu ý rất quan trọng đó là các bạn hãy nên sử dụng cục sạc cũng như là bình ắc quy chính hãng theo xe, bởi vì đây là những chất lượng sản phẩm đã được kiểm định và cũng như là đã test qua rất nhiều lần, đảm bảo cho các bạn sử dụng hàng ngày yên tâm hơn. Sau một thời gian sử dụng mà các bạn thấy tình trạng cục sạc điện của mình cắm sạc mãi mà vẫn đèn đỏ, chưa báo đèn xanh báo đầy, chưa tự ngắt thì các bạn nên thay cục sạc mới hoặc là mang xe tới các cửa hàng để chúng ta kiểm tra xem vấn đề nằm ở cục sạc hay là bình ắc quy, để chúng ta nhanh chóng kịp thời sửa chữa cũng như là thay bộ mới, đảm bảo sự an toàn hơn trong quá trình sử dụng nhé. Vừa rồi mình đã lưu ý về cách phòng tránh cũng như là đảm bảo sự an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Nhưng nếu chẳng may xảy ra sự cố về khi chúng ta sạc điện hoặc là sử dụng xe máy điện gây ra chập cháy thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Thì mới đây, Thời sự VTV đã đưa ra các hướng dẫn để giúp các bạn rằng là xử lý sự cố khi mà chập cháy xe máy điện. Mình tin rằng đây là một video rất bổ ích mà các bạn nên xem nha. Mình sẽ đính kèm phần quan trọng nhất ở đây, đó là các chú lính cứu hỏa đã hướng dẫn người dân về cách sử dụng loại vật liệu nào trong tự nhiên rất dễ kiếm mà có thể kiểm soát chặt chẽ, giúp kiểm soát đám cháy một cách tốt nhất. Các bạn hãy cùng xem video nha. Cục phòng cháy chữa cháy thử nghiệm dùng cát để chữa cháy. Tuy nhiên, cần phải có kỹ năng. Đầu tiên phải làm đổ xe cho khu vực chứa pin tiếp xúc sát mặt đất. Sau đó dùng một lượng lớn cát để phủ trùm lên vị trí đang bốc cháy. Kết quả, đã dập tắt được đám cháy pin xe điện sau vài phút. Theo đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy, biệt cần lưu ý đó là cát phải được tưới nước để duy trì độ ẩm. Mình hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn cũng như là bớt lo lắng về việc mà sử dụng một thiết bị điện tử, một mẫu xe máy điện thông thường. Và hy vọng rằng là các bạn hãy mua xe chính hãng, bảo hành chính hãng, đừng độ chế gì để tránh các trường hợp không may xảy ra. Bởi vì cái lý do mà độ chế đèn hoặc là các thiết bị khác cũng như là bộ phận khác về đường dây điện sẽ gây ra rất nhiều về việc là chập cháy về các phụ tùng trên xe điện đó các bạn ạ. Ngoài ra thì các bạn cũng nên lưu ý ở các đường dây dẫn, hệ thống mạng lưới điện trong gia đình của mình. Nếu hệ thống dây điện đã quá cũ rồi thì các bạn nên gọi thợ điện đến để nâng cấp cũng như là sử dụng các thiết bị điện khác an toàn, cũng như là kể cả chiếc xe máy điện của mình an toàn hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Xe Điện Miền Thanh. Nếu các bạn còn thắc mắc cũng như mong muốn trao đổi về vấn đề gì về việc sử dụng xe máy điện, hãy comment bên dưới nha. Hy vọng rằng cộng đồng sử dụng xe máy điện của chúng ta sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh Xe Điện Việt Thanh để ủng hộ chúng mình ra nhiều video clip hơn nha, và cùng xây dựng một cộng đồng xe máy điện sử dụng văn minh, an toàn và hiện đại hơn. Và một tin vui dành cho các bạn đó là nếu các bạn đăng ký kênh Xe Điện Việt Thanh đạt 30.000 người follow hay là 30.000 người subscriber kênh, đăng ký kênh, thì Xe Điện Việt Thanh sẽ tung ra voucher mua xe giảm giá cực kỳ đậm cho các bạn nha, tổ chức mini game tặng quà cũng như là các voucher cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.